chị Châu vậy đó. Hương xin chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh Hương Cù Lao nha. Xin chào cả nhà. Anh Mập đi ra văn lưới. Hương Cù Lao chào cả nhà nha. Không gài Hương Cù Lao nhất cái nhà lắm rồi. Không gài thì nhóm cũng nhận được nhiều comment cũng như là nhắn tin hỏi sao không thấy Hương Cù Lao ra clip, là do nhóm cũng bận, cả nhà không gài bận là đi đám. Mấy anh em có đám, nhà có đám quá trời luôn, nhà như là nhà của chủ vườn táo đó, rồi nhà anh Hai Có, rồi nhà ông bà của bên anh Mập. Hương đi về để cúng cho nên là không có thời gian để quay thêm Hương Cù Lao, cho nên là gián đoạn cũng hơi lâu lâu. Thì hôm nay mấy anh em cũng tranh thủ để quay lại với cả nhà mình nè. Thì sáng nay Út Cường với anh Mập có đem mấy tay lứ đi ra ngoài vườn ổi của người anh ở xóm để mình giăng lứ. Vườn ổi này thì kế bên cái vườn dừa của anh Chí, là cái vườn dừa hôm bữa nhóm đi sinh tồn nè cả nhà. Mình đuổi thì mình mau cuốn, còn nếu mình không đuổi thì mình đợi nước trong veo ha. Lúc này ở đây nước ngọt lại cả nhà. Ở đây là cũng có cái vườn ổi, ổi này là ổi nữ hoàng, mà do là cũng ổi này lâu năm mà lớn tàn. Mình mua một tay lứ như vậy nè cả nhà, mình để dành mình đi kiếm đồ ăn, nó tiện hơn. Nhưng mình xài nó cũng bền lắm, mình xài cho kỹ á, gỡ nó có dính gác rồi mình gỡ cho khéo á là nó cũng không có bị gách nữa. Lứ này kêu lứ ba màng hả anh Mập? Lứ ba màng. Lứ ba màng mình để dính dặn, ví dụ như là cá phi, cá dảnh, cá ba kỳ, cá mấy cái loại cá mà nó có gai á cả nhà, là nó sẽ dính hết, nếu mà nó đâm chúng vô là nó sẽ dính hết. Trời ơi, nó dính cá quá trời cả nhà mình thấy không? Nè nè, nó gịch lứ nè. Ô quá trời luôn rồi. Ô chỗ này nữa nè. Nhãn đầu ăn đây. Dạ, anh thấy có cây nhãn rụm mấy đụm với anh. Mấy ngày nay đi đám rồi bộ nha, uống bia hơi bị nhiều quá vậy, nghe tắt tiếng rồi chứ. Đi đám nhà anh Hai cả nhà. Do nhà anh Hai cũng có trùng với cái đám giỗ nhà của chú của anh Hai á, buổi sáng là nhà anh Hai làm buổi trưa, thành ra nhóm anh Hai không có thời gian này, nhóm không có lên quay được. Hôm qua đi nhà anh Hai có nha, đi để chia tay vợ chồng anh Hai đi Canada. Tới nhà anh Hai đi rồi. Ủa rồi nè, anh Hai đi có giao vườn xài lại cho vườn Út không? Có. Giao dạ. Cường nói là Út Cường lãnh vườn xài chứ không lãnh hai đứa nhỏ. À, rồi giờ, chú ơi gì? Chú Hai Chí mới nói là hai đứa nhỏ để chú Hai. Chú Hai Chí là ai? Chí á, anh Chí á. Ờ, thằng Chí con của chú Tư hả? À, à. Nói là em yên tâm đi, em cứ lãnh vườn xài đi, còn hai đứa nhỏ để anh. Vui vậy. Anh Mập văn xong rồi đi đuổi cả nhà. Có xong rồi thấy em ghe. Thấy em ghe hả? Em thấy tài lưới của Út Cường văn bên kia, thấy nó lâu dữ lắm mà không biết cá bự, bự nhỏ. Mà em thấy như không bự. Hả? Cả nhà thấy không? Hai con. Không bự em ơi. Không có bự không? Rồi. Mà mập thấy không? Nó không bự nhưng nó mập cả nhà. Ủa anh ơi, mình gỡ cá luôn không? Để diện hồi nó gói không đó. Gỡ luôn hả? Gỡ cá luôn á, không hiểu là gỡ cá đi. Cá gì mặn mặn không vậy? Cá bự thì mình ăn, cá nhỏ thì Lucky với mấy bé mèo ăn. Chắc đi đuổi cá hay đâu mất rồi. Nó nhỏ mà nó mập ha. Cá này mình chiên giòn cũng ngon. À, mình kiếm được có bần, kho bần. Lúc nãy mới có bần chín chưa? Còn cái đi đuổi. Dính lá ổi. Lá ổi vậy thôi. Của anh Chí phải không?
Mẹ chứ. Chưa thấy nó thơm thơm. Mà sao nó nặng quá. Thơm chứ còn ăn được quá. Cũng thơm. Nghĩ còn được. Cái lụm về. Ăn được thì ăn, không được thôi. Cái này là gì cũng giúp cho anh Chí này nha, không có bị củ nè. Nếu mà mình không lụm cái bích này để 20 ngày nó hư. Cấp mà nó tốt. Nó giúp người ta. Không đủ ăn đó kìa. Không đủ không? Em thấy thằng đó nó giận con kìa. Kệ đi, xa xa dính con cũng được, lớn mình dài mà. Mình văng mương này không đủ thì mình văng thêm. Ồ, ồ, cá này bự Út Cường ơi. Cái này đâu cần dính nhiều cái kèo, dài con đủ ăn được rồi. Ừ, dài con là đủ ăn rồi. Sao cá nó đuôi đỏ ta? Ừ. Hai ba lẩu cá phi rồi. Cá phi con đuôi đỏ thì con đuôi đấy. Thì đưa lên cho ông Cường nó gỡ đi anh. Trời, nó dính cho nó quấn lưới rồi. À, trong đây là cá đuôi xanh nha. Cái con nó đuôi đỏ. Con đuôi đỏ. Cái này mình chiên mình sút cà cũng ngon, sút me sút cà cũng ngon ha. Tay lưới cái chèo dính con nào chứ tay lưới này thấy thua rồi đó, tại giờ đâu có bao con. Thấy con giật lắm mình. Con bốn con, hai con bự, hai con nhỏ. Tức đại đến đây. Thấy vậy chứ bốn con này mình cân là cũng gần vô cả ký rồi đó. Vì vừa đủ ăn được chèo. Ờ này vừa xỉu luôn rồi. Quá trời gại rồi. Chắc thua rồi đó. Mặt nó chưa chặn đìa đâu, biết sao lóc. Ờ, đừng. Dính đựng con nữa hả? Ờ. Ê, con này vụt cái hay hết. Ê, con vụt cái gì hết. Đó, vụt mà ông Mập ông lấy bàn người ta, ông Bảo dính luôn. Con cá này cũng đuôi đỏ nữa kìa. Đó. Ừ. Con Bảo ngoài dính luôn. Cá mập ông. Cá này đã dính lâu rồi. Ở dưới quê mình thì cá phi nó nhiều quá nhỉ. Mương nào cũng có. Mương này cũng hổm ra thấy chạy bày nữa. Người người ta bắt con hết. Có. Ý, có con nữa kìa. Trời ơi, có lý. Không, hồi nãy Út Cường nó anh mập lội xuống đây nó chạy. Nó chạy qua bên cái bờ ngang đó. Ờ, tại vì ở dài đằng kia nó lưu thông đằng kia cả nha. Lội xuống á, động á. Nó chạy vượt qua mấy mương khác. Anh thấy thằng đó ít nhiều cũng được con rồi, nó thấy vừa kịch cái tổ hoa không kìa. Năm con này nữa con thứ 6 phải không? Thằng mập bởi thì ba cá tiễn luôn nha. Có hai con nhỏ. Cá bự. Cá tiễn. Cá dư sai không? Đựng bằng cái bọc. Không lấy gì đựng. Cái bọc. Thôi dính lưới về lỡ đã luôn. Dính gác. Về thì lỡ đã tay rồi. Tính ra mình giăng đập lớn thì không có rác nha. Trong cái lỏi. Đó, thấy nữa, thấy chưa? Đụng con, cái con này hơi nhỏ, đuổi đỏ không à? Trong này là nó ăn ổi không cả nhà? Ổi mấy anh bẻ mà như là nó có trái ổi nó xấu á. Cái anh thảy mương cho cá ăn. Hư bên. Nó bị đếm à? Dạ, nó bị đếm bên. Quá lứa rồi nó úng á. Ở đây nó ăn ổi ăn dừa khô á nha. Thương nói nha, anh đây cá này nó ăn ổi ăn dừa khô mà. Không có, cá ăn ổi còn dừa khô. Rồi, bánh gỡ đi. Nó đi. Có lý nha. Có lý nhưng mà con không bự không ha. Dừa. Ừ. Để thấy. Có nhiều loại cách để bắt cá, mình bắt cái cách này thì nó ít cực ha. Ừ, con lấy này khỏe. Con mập. Đây con nữa nè. Quá trời mập ơi. Đu đỏ không anh, trong vườn ngẫu nhà đu đỏ không ạ? Nó sạch. Không có cá rảnh nha. Có phi không à? Cá dảnh nó dở lắm á, à, khi bà con mình xịt ổi á, là nó có hơi thuốc là nó chết á. Ừ. Cá phi nó mạnh. Ba con rồi. Dính quá trời luôn đó nha. Trang ba con, ba con chỗ một. Để nè, một con treo trên.
hai con ở dưới vậy có lý hơn à, có lý hơn mặt bay. Con này sắp vụa thôi, phải dính rồi. Đùi có đùi. Ô, dân chỗ chị Hương ngay xuống dính con nữa kìa, mở kìa. Ừ. Vậy nãy chị gọi gà dài dài nó lặn hâm mà. Thôi quá rồi. À, con này cũng đuôi đỏ kìa. Cái trường nói là cá nó ở nơi nước sạch á. Ừ, có lý hả? Có lý không? Cá bự, dần đuột nha. Nó vô cái màn trong rồi. Em lấy dần cái đầu. lấy dần cái sầu đít, sầu đấy. Không à. Ê. Giờ nó nằm trong nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Ừ, rồi đó, giờ đó. Nó kêu cái gì? Nói trời hết. Đâu có. Con cá à, mình phải mình văng dính con dạ. Cá cóc á. Cá cóc nó kêu. Ô còn nữa kìa. Giật kìa. Im quá ta. Im phao nữa nha. Có ba lưới im quá vậy. Dính nhất kìa ha. Không? Còn để chạy nè. Ê, 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 cá lồng kiến. Lộc kiến hả? Trời ơi, cá lộc kiến. Cá lộc kiến chà bá luôn. Cá lộc kiến là banh lưới luôn rồi. Ôi. Cả nhà mình thấy không? Cá lộc kiến chà bá lửa luôn. Cá này ăn được nè. Con cá lộc kiến này thì Hương chưa có làm lần nào. Chưa có làm chả. Hương nghe bà con ở đây nói là cái thịt của nó mình làm chả nó cũng dai vậy lắm cả nhà. Cá lộc kiến này lỗ rồi. Nó dai như là cá dảnh vậy đó. Thả lại hả? Mập quá. Thả bên kia đi, đừng thả đây, nó chạy dính lưới nữa. Ê. Phóng xanh. Bắt lên rồi thả xuống. Ôi, lặn con nữa kìa. Nhiều ha, vậy ta lưới này có lý. Thì như vậy. Bên kia ta anh mập á, lỗi rồi. Anh mập lỗi xuống nó động rồi. Nếu anh mập á, anh lội đùng đùng á. Cá chạy. Ôi, đây nè. Ừ, có lý. Có lý. Cá bự ha. Này mà đi văng lưới mà rước ốc liễu đi gỡ cá là không được. Xé tạc tạc. Xé lưới người ta chơi. Thì chế nó chung vô cái lưới nhỏ trong rồi là không xé ra mắt nó ra được. Rồi. Cái tài lưới Út Cường quá trời có lý luôn anh. Ừ. Con bự bự không à. Lưới này có lý mà có lý ghét. Mập nãy giờ đem vô đây treo. Quá trời cả nhà, dính đem lưới thì thấy gỡ tới giờ biết lâu. Giờ quá. Quá là ổi. Nhé nổi. Tại trời gió nè, em thấy gió thổi cái gác nên nó tấp vô. Mình không gỡ là nó ruộng là hư đem lưới mình. Rồi chứ anh. Về được rồi. Nhiều đủ ăn rồi. Cả 3kg mà. Dữ vậy? Ừ. Thì tắm bánh dính nhiều hả? Ừ, tắm bánh dính nhiều lắm. Ơi. Ôi, nhiều đủ ăn được rồi, văng chi nhiều. Để gọng đi. Để nuôi đi. Sáng mấy anh em đi cũng sớm cả nhà. 8 giờ mấy đi rồi. Về mình làm cơm là vừa đó. Sau khi mấy anh em đi văng lưới về thì đi ngang nhà của anh hai của Hương. Hai chiến miền Tây. Trời ơi. Cái gì mà đường vào nhà em gì mà hoa ngập tràn thế? Chị Hai. Chị Hai. Đường cả nhà. Cả nhà. Cả nhà. Tới đây ké một miếng nước cả nhà chịu hết nổi nha. Đem dao. Nước nè. Cái gì mà trồng bông đẹp dữ vậy? Đường vào nhà em bông gì mà ngập tràn dữ vậy? Út nhí mà giấy ham gì tới đâu có bông tới đó. Quá trời đẹp luôn ha. Vậy thì ở trong quá 10 giờ mà cao hết đẹp chị Liễu. Ở trên chị không có chỗ trống nó gặp quá trồng không có bông. Trồng cái chậu á tè đẹp lắm. Chị trồng nhiều lắm rồi đó mà nó không có bông. Nó gặp. Hẹn nhóm là vài tháng nữa là coi sẽ có một vàng bông giấy trước cửa luôn nha. Vậy hả? Giấy làm cổng luôn. Tưởng đâu hẹn nhóm mà vài tháng nữa là hai chiến miền Tây có em bé nữa chứ. Anh mới nói là hẹn tới nha vài tháng nữa trò này có em bé. Đi trà đá đây nè. Ừ. Là trà đá nha mấy không phải bia nha. Trà đá nha cả nhà. Sống ảo ra đây chụp hình. Nó để chăn chương nè. Mà mốt em mở cái dịch vụ vui chơi nè có thiền nè.
mà bốn lươn này nuôi chuột hả? Dữ hả? Gà lại để nó đẻ nó dẫn đi chết chứ. Vậy hả? Hôm nay có quay không chị hai? Gà bảy ha, hôm nay đẻ rồi. Chưa? Đẻ rồi, yeah. Đang dẫn con được 7 con. Tính chào cả nhà. Tính đó ngày là một nghề. Nuôi gà hả? Thằng hai gà nắp á, cho nhốt lại. Không, không, em muốn. Mới xuống 7 con dẫn đi mấy bữa nay. Ừ, phải nhốt lại mới được. Nhốt con gà mẹ. Gà của anh Mập, gà nó đẻ rồi đó. Có con hả? Biết bao lâu mới đẻ. Úc Liễu mới gót thêm. Dắt này đi ruộng vô uống trà đá cho nó giải khát. Ừ, uống trà đá là ngon nhất. Này nắng sớm quá. Này nắng quá trời nắng. Ở ngoài này dắt chưa chắc nóng lắm ha. Nóng. Nè có gió rồi đỡ, không có gió rồi. Có máy lạnh á, chụp ghẹm xuống là ta bắt máy lạnh thôi. Ở ngoài này cái này mới lạnh tốt điện lắm ha. Làm nó giấu con tủ kìa. Vậy đó, cả nhà đó vậy chứ. Hai chiến miền Tây ông nhí chụp ghẹm là bắt máy lạnh đó. Máy lạnh là giấu trong tủ á. Nó hài hước quá. Để cái bỏ. Không, ở đây người ta xài là máy lạnh thiên nhiên không à. Đừng có quả dài. Đừng có quả dài chằn ha, bận như cao cao á. Có gió thổi vô mát rồi. Hồi đó, hồi lúc mà kênh em mới mở, em cất cái chòi ở ngoài sau hè đó, ngoài mấy mương đó chứ nhớ không? Quá trời nắng luôn, dắt chưa không có đường nào trốn chân. Nam nó kêu giờ mẹ mua keo su dày á, về mẹ bao vòng vòng cái mẹ mua cái máy lạnh mẹ đặt cái chòi. Lúc đó dựng bà đi vô cái xin thùng giấy rồi đó lót ở trên cái nhậu nè, gác ở trên cho nó bớt nóng. Bữa mấy anh em đi sinh tồn đó, trời nó chạy bày bày có khi đi giăng lưới ha. Nhưng mà rác quá. Cá nào không thấy. Quá trời. Đây là lụm nha cả nhà chứ không phải rẻ nha. Hồi nãy đi vô vừa hấp đi vô rồi. Cái này giờ thơm luôn rồi đó. Chiếc màu. Ờ không sao, nó thúi cái cùi có một chút rồi đó. Lịch tính cây. Chứ mít này nếu mà ngày nay mà mình không thấy ngày mai có thể là nó ăn ruồng vô nhiều. Nó thăm mà đã thăm đi. Nếu mà chơi mít này mình mà lụm là mình nếu mà mình nói lên đi là anh Chí ảnh còn mừng. Ăn dùm phải không? Ăn dùm thôi nó hơi lỗi lắm. Trời ơi, ngon muối không ạ? Ngon quá. Không có sơ luôn. Cái cùi đó nhỏ nha. Không có sơ luôn. Chị mít dụng gì còn quen gì là đó chứng tỏ quá chuột á. Chị Liễu ơi. Anh Liễu anh Cường xô ăn nhớ lấy hộp kem nha. Tối nay cho Úc Tướng chết nữa. Tấn mùng lại ha. Em tính vậy mà con cho nó hay gì tối nay nó đi vô nhà chứ bà. Nè bỏ hộp ở đây. Nói tối nay nó chùm mền không? Tối nay nó chùm lại. Cách ly vậy. Tối nay chết cô không uống chung. Nó chết không uống chung à. Có con chim gì kêu dữ vậy? Tối nay kiếm kha. Kiếm kha nhậu nữa Tấn ơi. Nhậu sáng đêm luôn. Tối nay kiếm kha nhậu nữa. Thôi bữa nay vô nhà anh Mập nhậu mẹ. Lấy cái bọc chùi đó. Anh Mập đi đám 2 ngày kiền lên mấy kg á. Lên luôn hả? Ừ. Nhà uống mà lên vậy ta. Uống thì không có bao nhiêu mà lên. Mà cả nhà. Đây. Mập. Chị hai. Chị hai. Anh hai. Anh lại ăn mít nha anh. À, cái này ăn mà có nước mưa là đóng bài ha. Ăn xong uống nước mưa cho nó tiêu. Rồi mà cả nhà ăn mít luôn. Nè. Úc Tính ăn mít là Tính. Ngày anh hả? Mời cả nhà ăn mít luôn nha. Không mời cả nhà mình ăn mít nha. Đi mình lụm được cái mít đem về. Chứ sợ sẻ mà anh em ăn chung vui cả nhà. Ngọt ngay hả? Quá vui. Mời cả nhà. Rồi mời cả nhà. Cái liền bớt chứ. Mời cả nhà ăn mít nha. Nó ngọt. Nó vừa ăn luôn ha. Vừa ăn luôn á. Nó không có mềm mà nó không có cứng quá. Nó giòn ha. Trái mít Thái mình. Mít kìa Tính. Quá là nó mềm nó ấy. Mình dễ gỡ. Ta có cái cây gì nó múc nghe múc nghe múc nghe. Nói chừng ngon luôn. Ừ. Ôi, mà cái nhà ăn mít luôn. Không có gì ngon mà trứng cây nữa ha. Dạ, muối này cho chị cũng nhìn cái muối thấy thèm luôn ha. Cái sơ của nó ăn cũng ngon nữa đó. Để lại sơ cho chị đi. Cái chị mít thích này cái sơ. Mình làm xương tố mít cũng ngon. Cái hộp mít cho không dính nè. Bỏ vô trong cái nhớ nha, bỏ hộp vô trong cái nhà. Bỏ hộp vô đây. Mà cái nhà mít nha, giòn quá à. Hộp mít này lùi cho luộc ăn ngon lắm á. Cái hộp mít này nó nhỏ chứ hộp mít hồi xưa mình mít nhẹ, nó bự. Hộp hồi 2 này. Mà cá kèo sao mà nhầm đi nó lên mộng ở trong cái muối luôn này sao? Cái gà đó. Tháng 10 sao? Tháng 10 á. Tháng 10 hả? Cái tháng 10 á, nó dễ lên, nhưng mà trái mít mà nó lên mọng trong cái hộp rồi trái mít nó ăn bị lạc. Lạc. Được tính. Ăn ngon dữ không? Trời đứt chân đi nè. Ngồi có nè, biết cái ngọt không?
cái này cái sơ nó cũng vàng nữa ha, sơ nó cũng bự nữa nè. Bích này ăn đậu thu bích nghệ mình hồi xưa ha. Bích nghệ mình hồi đó là cái này ăn luôn rồi. Nhưng mà bích thái thì mình ăn nó thơm như có mùi dầu chuối vậy ha. Sơ nó nấu cái này dừa. Bích thái hả? Cái da nó mỏng quá nè. Thơm dưa. Tước ra gì nè. Tước ra gì nè. Dễ gỡ mà. Cái trái có mấy cái con nó đeo rồi nó hở cái màu ra rồi chả. Trời ơi, đi về đường vườn, vườn xài cả nha. Quầy chuối, nó bị chóc gốc nè. Quầy chuối này nó cũng đúng dốc rồi chứ chưa già không. Bẻ ra thôi mập. Bấm á, bấm cho nó. Nó ngã không gà, nó bị héo rồi. Nó héo cái cuốn nó dai à. Không, này là lái theo lái là nó đốt dừa đó. Trời, cái này nó đốt thuốc rút rồi. Rồi bánh ra có gì vậy? Phải vậy đó, Út Cường đi với là Út Cường như cầm dao rồi. Như cô chính chị nói là đem theo đằng khóa. Rồi bữa nay giận quá không đem dao luôn. Về đây gặp quầy chuối. Chuối của anh Mập trồng nha cả nhà. Ở trong cái vườn xoài mà mấy lúc trước mấy anh em làm nè. Năm nay thì trả lại cho bà con nè. Trả lại cho chú ở xóm nè. Cả nhà mình thấy không? Hương quay quầy chuối nè. 6 quầy hay 7 quầy như vậy lận nè. Một quầy như vậy nó cũng có chiều có 7 nải á. 6 7 quầy gì lận. Hổm em đếm tới 7 quầy lận đó. Con mà kinh quầy nữa. Một con mà kinh. Đâu 1 2 3 4. Thấy cái chòi nhớ ba của Hương. Hồi đó ba của Hương xây cho Hương nè. Hồi đó nhà Hương ở bên Cồn. Qua đây mua xài xịt đó. Rồi ba của Hương á xây cho Hương nặng mình để máy để đồ mấy cái đồ dụng cụ để mình làm vườn đó. Không có dao thì mình dùng kế. Chè không đem dao theo thấy thua rồi ha. Thua rồi. Mà bữa nào có sách dao theo cũng khóa thì là để gì khác đứa đó. Cũng có uống dừa rồi. Cũng có về nhà hai chiến xin trà đá uống. Hôm mốt mình đi mình xách cái dao theo đi. Mình muốn chặt hay chặt cối gì đó. Phải mình cầm dao theo thì mình đâu có vô trời gì mình xin nước thì chứ. Chú ngon ha cả nhà. Ví dụ mình không có khí đá á, cả nhà mình bẻ từ trái ra mình bỏ vô cái bọc á, mình buộc hầm lại 2-3 ngày nó cũng chín à, không có cần chú đâu. Cái cây đâm nãy đâu ta? Nó chín đồng loạt luôn. Rồi đứt. Hay quá nè. Rồi. Rồi bạn lấy cái xe gùa về luôn, bỏ rồi cả tuần nay rồi. Bỏ xe gùa đẩy về đi. Nên đây bỏ xe gùa. Thôi kệ đi chú này, với mình không ăn thì cho Cường chạy lên chẳng bán cũng được vài chục ngàn. Cũng được vài ly cà phê hả? Không mà lái cái này đỡ đốt rồi, đốt. Nó bị dập cái nãy chót. Còn 7 quầy nữa không? Anh đếm là 7 quầy, quầy là 8 nè. Vậy đó hả? Hôm bữa em đếm 7 quầy mà em không có thấy cái quầy ngoài kinh. Giờ nói là tới tháng 5 tôi mới trả chuối. Thôi tôi nói cho. Về tới đây thì tới mương của cô ba, anh Mập xuống bẻ một ít bông súng. Cô ba trồng sẵn rồi ăn đã. Bẻ chứ về chưa biết làm món gì. Hái mấy cái cọng mà nó hơi già, cái tàu già nó giòn hơn. Vậy hả? Cái tàu cục đó, nó cứng. Nó mấy cái tàu già già, lá vàng vàng vậy chứ nào. Dài dài vậy hả? Đúng rồi. Anh Mập hái cái tàu cục đó là nó cứng. Nó cứng, mấy cái tàu dài vậy chứ nó giòn. Mình thấy mấy tàu cục rồi. Tàu cục dễ lột. Có nhầm cái dụng người ta ăn cái bông thở dài kìa. Dài vậy chừng 3 cọng là ăn đủ rồi. Chụp lá lên. Tốt quá trời á. Mình này có xình nè. Cọng nó đi, cọng dài đi. Đây có gầu nhút kìa. Không gầu nhút cái dạng. Gầu nhút này giờ mới đặt. Phải đặt. Giòn thiệt mà sao mới gục gục. Giòn á. Được anh ơi, nhiêu được anh ơi. Được rồi. Bông đẹp quá. Thêm cọng nha cô ba. Trời nắng này nhìn thấy cây lá thấy tội nghiệp quá. Nắng này bẻ mà nó xinh coi. Khô khan nước nẻ hết. Dạ bán kiếm 15 ngàn. Đúng rồi. Không mà ngoài này có vậy không biết đâu, mà bữa nay giả. Bữa nay mình kho mắm nha cả nhà. Còn mấy cái nhỏ này thì mình để cho Lucky với bé xinh của Út Cường chảnh á, bé mẹ. Cũng 5-6 ngày vậy thôi, Hương Cù Lao không ra clip. Hôm nay cũng ra clip ha, giữ kênh. Mấy hôm nay thì do là công
việc nhà bận quá cô chú anh chị, rồi cái quên không có thời gian trả lời comment chứ không phải là không trả. Và tối thấy ai chửi á. Thế là bận gì không? Hả? Bận đi đám. Quá trời cả nhà ơi, hôm gài đi đám gì Bình Cồn rồi ở đây đi rồi tùm lum đi. Rồi, nói chung ra hôm gài là nhóm đi là 4-5 ngày kiền luôn, đám này cũng dòng họ mà. Ngày nào cũng có quay hết cô chú anh chị, mà quay được một video à, không có ra được hai video tại vì ngày nào cũng phải đi đám hết. Ở quê là vậy đó, bà con xóm ghiền ta nhớ đến mình, ta mời thì mình không thể nào mà mình không đến được. Buổi sáng hay là buổi trưa quay là tối là đi. Ngày hôm qua thì nhà vợ chồng của chủ vườn táo mời đám đầy tháng cháu ngoại, rồi tới nhà anh hay hay có thì mời ăn tiệc, đặng ảnh đi nước ngoài. Rồi bữa trước thì cha mẹ Nam thì đi đám về Bình Cồn. Ba cũng ngày kỳ luôn. Thì cũng có quay nhưng mà quay được clip. quay được kênh Hương Mạ Non đó. Cô chú anh chị mấy hôm nay mà không có coi thì sang Hương Mạ Non ủng hộ cho gia đình ha. Lên bên đó thì đăng mỗi ngày. Đã đi rước dâu rồi nha, đi qua sông rồi đi vỏ đẹp hết đi. Hồi đó đi qua bản ganh về mình muốn tủi thăng luôn á. Nên đây mình còn khổ rồi đó. Hoặc là đi qua bản mà thấy nhà có bác hai á. Miền cây Vĩnh á. Miền một cái vỏ lãi mà quất cái máy Honda 13 ngựa. Hồi đó ai có cái máy Honda 13 ngựa. Còn cô chạy cả nhà nó hả cái vỏ hả chị. Phơi còn mình ghê luôn ha. Còn mình bên đây chơi mấy cu le. Hồi xưa mà giật nó le lửng. Hồi xưa mà có cái vỏ là uy tín lắm á. Dữ lắm rồi đó. Có tiền mới mua được cái vỏ. Vỏ đó mà mấy ông ra mà đó nhiêu 13. 13 ngựa. 13 ngựa. Đó hồi đó sắm cái vỏ đó tính ra mua vàng rồi dám cân chén. Mấy chục năm rồi. Đó còn nhỏ. Đồ món này cả nhà mới thích nè. Mắm hết rồi. Cả nhà mình cho ông đâm ngang cho đâm dọc gì nó dính cái hộp. Con đâm sao được. Để cái tô. Anh cái món này hồi xưa là chuyên gia ăn mà. Ở nhà đó có tầm vuột á, cây bên hông nhà đó em. Cái trong bò xài đó. Chưa bữa nào cũng ra bẻ ít chưa mà đâm. Nước mắm vô. Ăn đã mắm ớt cũng được hả vậy? Con đâm gì phải không? Con đâm ớt vô rồi con bỏ một chút đường, chút mắm, chút bột ngọt. Chị có miếng thịt rồi chạy thôi. Đẹp mua mà. Thì thấy miếng chả ớt thì nó thơm. Cho miếng thịt ba gọi vô. Miếng thịt này hôm bữa cô Lệ về mua nè, không thấy nhiều quá thôi trừ lại bớt. Bữa nay sẵn con mắm lên ra sử dụng. Ông lá không mập? Đâu ông rồi. Ông rồi hả? Mới chích mũi kia vô luôn. Chích vô mỏ là thôi. Ông đừng đặt nó lại rồi đó. Cái tay không sao. Ông muốn nghỉ thì cho ông nghỉ, cho ông nói chi vậy? Chừng cái tay luôn nè. Ngày đổi tay quay. Để mình có cho miếng gạo miếng mắm. Bữa nay ta có tay mà quay mới đây nè, không biết cái đầu được về chút xuống hay không biết. Cả nhà mình biết ai quay không? Cái đang quay Út Cường quay nha. Chặt kêu. Chặt đi. Nói là tôi quay chứ tôi không nói chuyện được. Ăn cháy rồi. Mình nấu đủ cái lẩu được không? Chèo, như là mình cái này mình đâm vô cái kia là nó bể hộp luôn phải không?
không, không anh Băm nãy không có bể hột thì sao chở bể để đi. Hột ngọt thì mình cũng phải cho ít lần mình dặn lại nha, cái nó hủ chua, chua. Ừ, nó chua quá mình để hết bột ngọt làm nữa hủ. Thấy chưa, chứ anh làm tại vì anh cứng họng chăn chương hình như cho anh phải không? Ừ. Ờ, cho đâu cỡ 5 ngày trước á cả nhà, mà Hương hỏi sao mà không ăn để hoài. Mập nói để quay clip, quay chừng nào quay clip mấy. Để quay clip cho cô chú anh chị mình nhớ lại tuổi thơ. Cũng như mình đảm này nè, cho cả nhà mình ăn chung cho nó vui phải không? Sao thấy nước mắm hết vậy? Nè, nước mắm tôi xịt có chút xíu đi. Mặn đó con. Mặn con. Dằn cho có vậy rồi. Út nghĩ là Út nghĩ có ăn thì đánh dây thép vô Mập gửi ra cho nghe. Phải điện liền giờ chứ đợi đăng clip rồi điện mới điện coi. Điện đi, điện Út nghĩ rồi. Điện nghĩ coi Út nghĩ ăn không nè, anh gửi ra cho Út nghĩ miếng. Quay trực tiếp luôn. Em nghĩ là mấy chục năm rồi đó. Thêm nước mắm nữa. Tầm vụ này bữa trên nhà của ông bác hai nhóc. Bữa ra chỗ đâu em thấy ta? Nhà bác hai. Cái bự bự không? Tầm vụ này nó có hai loại nè, một loại ngọt, một loại chua. Ừ. Cái loại ngọt là trái nó bự hơn loại chua trái nhỏ. Ủa này ngọt hay chua Mập? Anh cũng không biết đâu. Chua, đây là cái này chua chứ không ngọt đâu. Không mà chua mới ngon. Hồi xưa em đi học mai ở dưới nhà của thầy em là nhà này nè, nhà cô bẻ cái tầm ruột này nè là có cái tầm ruột ngọt nha. Ngọt á. Có tầm ruột ngọt đó. Nói chung ra hồi xưa là đi học là toàn là ăn tầm ruột với đá bào không chứ có gì đâu ăn. Dầu đồng ruột muối á. À bà Hương bà không tin có tầm ruột ngọt kìa. Có chứ, tầm ruột ngọt trái nó thưa mà nó bự. À, mình mời cả nhà nghe. Mời cả nhà thử trở về tuổi thơ nha. Đó. Em thì em cảm nhận là tầm ruột này tầm ruột ngọt nha. Ruột ngọt. Dạ. Nè anh thấy nè. Mình thấy này. Mời cả nhà ăn tầm ruột chắc chưa nghe nha. Tầm ruột ngọt nên nó không có hậu chua không nè. Mà đốt kia lên kia nữa. Ớt không. Tầm ruột này cho anh chưa để với Út nè. Cây tầm ruột ngọt. Mà nó không chưa đúng không? Ừ, ngon. Đó, em nói là không tin em. Là chị Hương chưa ăn tầm ruột ngọt, là ăn thử cho biết nè. Mà ngon lắm cả nhà. Nó có vị chua nhẹ nè. Đó, mặn mặn. Nó cay cay. Đâu? Ừ, nó ngon em ơi. Ăn ngon thiệt ngon thiệt. Cho miếng mắm vô nữa đi. Mời cả nhà mình nha. Miếng mắm à? Thấy nãy xịt ớt. Cay quá. Ngọt không? Ít chua. Ngon chua. Chút mắm. Mắm cái này. Chứ Mập nào muốn đâm sợ bể cái tô nên ổng đâm không có bể cái hộp. Ổng hộp chi? Bể hộp tiếng Hạ sao? Không, bể hộp anh đang hộp dữ. Mới thêm nước mắm này. Này ăn một xíu nay múc thêm quay gió thêm luôn. Ăn để đổ nước đá vô. Thêm miếng nó ngon trời ơi. À. Đánh đà. Ừ, ngon. Thì cái mắm đường ngon. Ngon hơn xài chấm mắm đường nữa. Ngon ha. Cái này chắc của anh món này yêu thích cốt liễu. Con ăn mỡ nè. Mà nói món này quay gì? À có ớt rồi vô ha. Cốt liễu hồi nhỏ là ăn tầm ruột. Chẳng những tầm ruột mà còn me nữa. Me non đâm ra dưới chuối già lột ra là nặng chanh vô. Ăn. Không ăn ổn rồi, khen dưới. Anh nghe nói gì mới có mà. Chị em nghe nói nhìn ra ai ăn đồ chua hay là người đó nhậu lắm phải không nè? Có nhậu không vậy? Có, chính xác. Nhậu mà. Ăn này nó dễ sạch lắm nè. Dễ sạch lắm. Có ớt. Đã. Cái này mà chèo trộn khô cũng ngon lắm kìa. Cay quá. Bữa nào mình bẻ được tầm ruột về mình đâm cái này mình trộn khô ngon lắm đâu. Mình ăn cay ra nước mắt đứng phải chơi luôn nha. Ngày mai anh gì em mới đã nè. Mà bánh ăn mấy cái đó. Tầm ruột này không có chua. Không có chua, ruột này chua. Nằm ruột này phải có tầm ruột chèo bẻ ruột chua nó mới thấm dữ. Mặt mày đó rồi. Còn trái này được ngọt. Bữa nào anh về bên còn á, ở gần nhà anh có cây tầm ruột á, trái từ ở dưới đất gốc lên tới đoạn. Chua không? Cái lùm vừa cái chất chua quá. Lùm vừa chua quá mới ngon. Bác Năm Trai ổng ăn cơm với nước dừa thấy cũng thấy thèm nữa. Trời ơi nó nứt con cam cái rồi. Ê hồi nãy mình chăn lưới rồi có dính cục thịt nữa sao ta? Chẹo bên chẹo có dính cục thịt hả? Ờ dính. Dính trong tủ lạnh. Chứ mình lưới là anh Thăm đâu có dính cục thịt đâu mà về thấy kho lòi cục thịt ra vậy?
thịt của cô Lệ mua hôm bữa sinh nhật Phúc. Dạ. Yeah. Ờ, làm gỏi. Rồi bữa làm gỏi rồi em thấy nhiều. Thịt của cô Lệ hả? Cô Lệ mua. Rồi em thấy nhiều em chừa lại nè. Yeah. Bữa nay hôm mắm em mới nhớ chực em lấy ra luôn. Dạ, yeah, thằng lấy đó nè, được cục thịt này là bắt dữ ạ. Cô Liễu tận miếng nào miếng nấy hết hồn. Rồi. Giờ thì gia đình Nam cũng chuẩn bị xong cái bữa cơm trưa. Mời cô chú anh chị nha, dùng chung với gia đình Hương Cù Lao. Mời cả nhà ăn cơm với mắm kho. Rồi, cả nhà hôm gà chắc cũng nhớ Cù Lao nhiều mà, Hương Cù Lao. Giận rồi. Cả nhà luôn. Giận rồi. Mời cả nhà nha, ăn cơm với gia đình của Lao nha. Cả nhà ăn cơm, bữa nay thèm mỡ rồi cả nhà. Thì ba gọi con nào. Cả nhà nó không gà đi đám bộ không ăn thịt hả? Người ta đãi cá không hả? Chúc gà uống không. Uống không mà đi có ăn gì đâu. Uống. Nếu mà ăn thì uống cũng được. Nếu anh em lợi thì ai cũng bắt uống, người ta cũng mừng. Ai cũng lợi mời ly, mời ly chứ. Không, chưa kịp uống vô, chưa kịp ăn miếng mồi vô thì ly kia tới tiếp tục nữa à. Bữa sinh nhật miếng giả thế nên em lại mình tới chừng uống hồi đi ngủ luôn. À, nhóm á, thường hay đi đám đó là chơi chơi giờ nào chủ nhà ngủ rồi về, mà bữa đó không có về nha cả nhà, nghỉ giả ngủ chứ Quỳnh Lan nó còn nghỉ về có thì cũng được là bạn á, mến á. Vô bàn của nhóm nhóm ngồi á, vô bàn có giống 16 người. 16 người. Ngồi ai cũng ngồi vô đó. Ai người ta ai tới đó cũng mẹo vô. Nói chung có. Gia đình Nam đi ở quê đi đám này kia được bà con người ta quý mến lắm. Những bàn trung bình 10 người mà ngồi tới 16 người là cô chú anh chị hiểu rồi. Mấy anh chị đi trước á, thấy nhóm lại ngồi bàn bên kia rồi. Chút xíu là bưng ly qua đây kéo ghế rồi ngồi một bàn đâu có đủ đâu cả nhà, rồi có ngồi bung ra vậy nè. Rồi nhiều khi bắt ghế ngồi kế bên. Rồi mấy người cái hòn cái giả gọi đồ ăn thêm. Ừ, gọi đồ ăn. Cá gọi thêm vô. Lúc đầu cũng giả kêu là phải chia bàn ra. Ừ. Nhưng ngồi với sao ăn mấy cô đó đó nó là không có cần ăn. Chỉ cần ngồi chung thôi, nhiều thích là ngồi chung thôi chứ không cần ăn. Chứ mình cũng vui vẻ rồi mình đi tới đám á, mình chơi mình cũng vui vẻ, mình nhiệt tình cái bà con người ta quý mến. Bà thím đó chị. Chủ yếu là lại vui, ngồi vui uống vô rồi chăm thôi. Kêu qua thì không vui. Cái bàn của mình á, bàn của nhóm ngồi là lúc nào cũng sơm tủ hết trơn á. Mấy bạn kia rút qua lần lần cái vắng lại đầu người ta cũng mệt ta đi về. Nó chạy qua nó hỏi bên đây bạn này bảo có cục hít 500 hay gì mà ai đi ngang này cứ hít vô đây. Tụi nghiệp bà thím mà bẻ táo cho nguyên giả đó. Bà cũng lại bưng ly rồi bà bắt ghế bà ngồi kế bên chị, bà nói bà thím ngồi chơi thôi. Rồi lâu lâu bà thím nếm mâu chứ bà thím muốn đâu có được nhiều, mà bà thím thích tụi con, bà thím muốn ngồi cho vui. Cũng thấy thương. Cô chú anh chị mà trước giờ về gia đình Nam cũng vậy. À, cô chú anh chị mà xem lâu đấy, ai quay về gia đình Nam rồi thì lần sau là chắc chắn sẽ có lần hai nữa. Tại vì mình đối đãi với nhau bằng cái tấm chân tình đó. Lần hai, lần ba luôn. Đi về nhớ chết luôn cả nhà. Thì không có ruột thịt gì nhưng mà lại ở chơi một hai ngày. Về là nhóm nhớ cảm thấy quyến luyến quá. Anh Pháp thì chuẩn bị về lần ba, còn gia đình chị Tư Sài Gòn thì xuống lần bốn lần năm vậy luôn nè. Thành nghiệp chị Tư chỉ nói là cũng có bà con ở chỗ này chỗ kia rủ xuống chơi nữa thôi. Tôi giờ tôi yêu nhóm Hương Cù Lao là tôi không yêu đâu nữa đâu. Tôi yêu Sóc Trăng à. Tôi yêu Sóc Trăng. Tôi yêu nhóm Hương Cù Lao, tôi không yêu chỗ nào nữa. Cái đó là cái tình thương giữa người với người đó. Tại vì mình đối đãi với nhau thật lòng á thì tự động mình cảm nhận được. Còn ví dụ như mình đối đãi với nhau không thật lòng á là tự động mình cũng nhìn thấy được và cảm nhận được. Kiểu như vậy. Như mấy cô chú nào mà có về nhóm Hương Cù Lao chơi rồi á là hiểu. Hiểu mấy anh em rồi mấy người ở xóm như là Nguyễn Giả rồi Trang Trương rồi gì nè. Đi về là cứ nhắn tin cho gửi lời thăm mấy đứa cháu hoặc là mấy đứa em. Vui quá à, hẹn nhất định là lần sau về là sẽ gặp lại. Lần sau là sẽ có về. Ngày mốt thì gia đình Nam sẽ đi Cà Mau nha cô chú anh chị. Đi Cà Mau thì chuẩn bị cho chuyến đi là từ cả 5 giờ sáng. Thì Nam cũng đi cái
cái chuyến hành trình từ Sóc Trăng xuống Cà Mau, xong rồi quay thêm xuống dưới, rồi có những cái cảnh mới gì đó mà Năm quay thêm ha. Thì Năm thông báo bên kênh Hương Cù Lao này cho cô chú chị xem để cho cô chú anh chị biết, rồi có gì cô chú anh chị nhớ đón xem nha. Cô chú anh chị nào mà chưa biết kênh Hương Mạ Non á, thì có thể qua kênh Hương Mạ Non ủng hộ cho gia đình, tại vì clip bên đó thì gia đình cố gắng ra mỗi ngày, thường khi 8 giờ sáng. Hồi đó giờ nhóm cũng chưa từng đi tới Cà Mau cả nhà. Lần này là lần đầu tiên luôn. Là mình đi tới đâu mình cũng thấy có cảnh nào mới lạ hay gì đó thì cũng quay để cho cô chú anh chị mình tham quan luôn ha. Lúc mà cha 33 tuổi, năm nay 47, 14 năm. Lúc đó cũng có mấy người bạn ở dưới Cà Mau á, rủ cha với chơi lắm luôn. Mà nhưng mà thời gian rồi không có thời gian đi được, rồi từ từ rồi mất số điện thoại chứ không có liên lạc được. Nhưng mà có, nếu mà có đi với thì mình thông báo qua bên Hương Cù Lao thôi nha, lên cảnh đừng có nói bắt năm buồn. Mình đi cái năm buồn. Ờ, lắm mình nhớ ha. Ngày luôn á. Bỏ bắt năm đi không vẫn không theo. Mình đi vậy đó cô chú anh chị, nhiều khi cái xứ của Nam ở thì Sóc Trăng thì nhiều khi cái văn hóa cái vùng miền khác, nhưng mà Nam biết là đi cái chuyến đi này á là ở cái chỗ mà Nam đi á là nó còn quê hơn chỗ Nam nữa, kiểu người ta còn kiểu như người ta bán đồ còn ghe hàng á cô chú anh chị biết không, là ghe nó chạy xong nó bán ghe hàng á. Mấy chỗ này mình đi cũng như là vô cũng như chắc cũng dùng sâu vậy, dùng sâu dùng xa thì bằng chứ cũng có là ở gần thành thị ở chợ thì, nhưng mà nó hay cái là trong đó thì cái nét quê, cái văn hóa nó gần như là giống hồi xưa. Anh thấy nãy có bún kèo không? Anh thì anh nói